tất cả quý vị, tất cả các bạn đã cùng trải nghiệm với Keno chưa? Nhưng hãy cùng mua ngay ngày hôm nay để thử vận may với Tuấn Hưng nhé. Quý Linh chào đón quý vị và các bạn đến với Ca sĩ Bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng, chúng ta mời đội chủ nhà thôi quý vị ơi. Nguyễn Hưng, Ngọc Sơn và Phi Nhung. Những người bạn thân yêu của tôi ha, cho dù cuộc sống này có cái gì đi nữa thì tôi nghĩ rằng những tình bạn của chúng tôi vẫn mãi mãi keo sơn như thế. Lâu lâu có cãi nhau chút xíu thì tôi với Phi Nhung. Không, sao em nói cái gì anh cũng bàn ra là sao? Tại vì em nói sai không anh mới bàn ra. Có chơi, có chịu, em chọn số 4. Số 1 đi. Ủa cái gì kỳ vậy ta? Em sai nữa rồi đó. Em đã nói là em sai em chịu. Anh thật lòng lại muốn em đúng đó Nhung. Kệ anh. À, nhưng mà không sao, thêm gia vị trong cuộc sống á mà. Anh đừng có ăn hiếp em tập này nữa được không? Anh giúp em thôi, không ăn hiếp em đâu. Thôi, ôi trời. Câu trong ngôn ngày xưa là thương nhau lắm thì khẳng nhau đâu. Bây giờ ta sẽ đến với đội khách, đó chính là Khá Như, Giang Hồng Ngọc và Châu Gia Kiệt. Wow. Với Khả Như thì quen rồi quý vị. Sao anh nói quen hoài vậy? Nãy trong hội trường anh cũng nói em người nhà của chương trình. Em là người nhà của chương trình. Ngôi nhà Ca sĩ Bí ẩn là của em. Ủa anh Linh, em nếu như mà em là người nhà của em thì em sẽ ngồi suốt với anh là chứ đâu phải kiểu mà. Đâu, tại vì em chạy show thôi, cho thay đổi chút xíu không khí. Nay làm chương trình kia, nay làm chương trình nọ, về đây chứ ở hoài đấy nó cũng buồn. Dạ. À, hiện nay thì đi đang đóng phim gì vậy? Dạ em vừa mới xong một dự án điện ảnh, tới tháng 11 này sẽ công chiếu. Đó, chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn. Còn đang chờ đợi vai diễn điện ảnh đó. Còn Giang Hồng Ngọc, rất lâu rồi anh mới gặp lại em gái. Dạ. Vẫn xinh đẹp ngày xưa. Cảm ơn anh. À, con mấy tuổi rồi? Hò quá kìa. Chị Nhung đằng hắn quá. Dạ con em gần 2 tuổi. Gần 2 tuổi rồi hả? Dạ. Trời, gái một con trong mò con mắt. À, những cái dự định âm nhạc sắp tới như thế nào hả Giang Hồng Ngọc? Dạ, sinh con thì sinh con nhưng em vẫn rất là tích cực hoạt động nghệ thuật. Chỉ là mình đi từng bước nó chắc hơn thôi. Những hoạt động của em nó vẫn diễn ra thường xuyên. Và gần nhất thì em cũng sẽ cho ra mắt một cái album Vol 6 của em, sẽ phát hành trong tháng 10 này. Hay quá. Dạ. Châu Gia Kiệt. Wow, dạ. Tên là dạ, đã một dạ. Thời làm mưa làm gió luôn. Dạ. Một thời gian anh thấy em cũng vắng bóng thị trường âm nhạc. Tại sao vậy Châu Gia Kiệt? Em thì có một khoảng thời gian em sang Mỹ, em đi lưu diễn. Và em cũng ở đó được vài năm. Và em cảm thấy cái đó không hợp với em nên em quyết định về Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam thì cách đây khoảng chừng 3 năm trước thì dự định lập gia đình. Nhưng rồi cái ông nội bệnh, cái nằm bệnh viện, ông nội mất. Để một tay một năm ông nội. Rồi tính lập gia đình tiếp nữa thì ba lại bệnh. Rồi vừa qua thì ba cũng vừa mất luôn. Trời, chia buồn gia đình em nhé. Dạ, dạ. Bây giờ em quay trở lại với nghệ thuật. Dạ, thì bây giờ em có thời gian, giờ em quay lại với nghệ thuật rồi. Em cũng đang làm cái phim. Và bây giờ những cái công ty của ba hồi xưa ba làm sản xuất về bao bì cho nên là không có ai làm hết. Bây giờ em cũng chuyển sang kinh doanh với một người em trai của em, phụ gia đình làm. Rồi nói gì nói, đừng bỏ nghệ thuật nha. Dạ. Làm doanh nhân cũng đừng bỏ nghệ thuật nha. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại những anh em trong nghệ thuật. Và bây giờ thôi thế này nè, bây giờ đây những cây đa cây đề, những cái người ngồi cũng lâu rồi, bây giờ chia ra cho em Út mới tới đi ha. Đúng rồi. À, Linh thấy rằng đó là ở đây Châu Gia Kiệt với Giang Hồng Ngọc hình như học trò của anh Ba Ngọc Sơn đúng không? Dạ, dạ đúng, đúng rồi. Ạ. Đúng rồi, nói với Linh nghe một điều, nói thật luôn một điều là thầy khuyên rất nhiều. Thầy nói con ơi hãy cố gắng vượt qua tất cả, thầy trong cuộc đời của thầy, thầy là trông gai nhiều nhất nhưng thầy vẫn cười. Cuộc đời nó phải dao động thôi nhưng cái tâm mình phải giữ vững để mình vượt qua mọi sóng gió, cái đó mới là tốt. Cho nên là truyền cái lửa cho các học trò đàn em cũng như Ngọc Sơn, các học trò Ngọc Sơn ngoan ngoãn lắm, có tâm có đức, cho nên Ngọc Sơn muốn biến thành trở thành những người tốt cho xã hội, có nghĩa là phục vụ hết sức mình cho xã hội, nhất là trong nghệ thuật.
Thôi thôi bữa nay thầy về thầy, với hai trò đi. Thầy có thể thầy nhận con làm con được không thầy? Thầy học trò đi thầy. Bây giờ thì chúng ta chia đội thế này nhá. Ngọc Sơn về với học trò của mình. Một đội Khả Nhân. Thôi Khả Như. Em không học ai hết trơn, em đòi về. Em về đội chủ nhà đi em. Dạ, nha. Em quyết định rồi, vậy. Rồi mời em dạ. Về bên đây với anh Nguyễn Hưng và chị Phi Nhung. Em dành cho anh rất người đẹp. Xin mời hai đội trở về vị trí. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu cuộc chơi ca sĩ bí ẩn. Bây giờ xin mời ba thí sinh nữ chúng ta bước ra để thể hiện trên một nền nhạc đã thu sẵn. Chương trình ca sĩ bí ẩn bắt đầu. Anh viết đôi bài tình ca cùng đôi mắt long lanh, cầm guitar hát vang la la. Anh biết sau bài tình ca là bao cô đắm say, mà chuyện đâu dáng đơn thế này. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Thà thính khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Chỉ muốn em cô say anh vậy thôi đúng không? Sự thật đây nhiều khi là anh sẽ mất. Cảm ơn vũ đoàn em Cây. Mời ba thí sinh về vị trí. Nào, xin mời đội chủ nhà. Ba cái nhân vật này thiên về khuynh hướng biểu diễn thời trang. Nhìn em không cảm thấy họ là ca sĩ trong này. Nhưng có một cái nhân vật em chú ý nhiều hơn một tí là nhân vật số 2. Khi mà bạn Bưu dáng nhìn bạn có vẻ giống như là rất là chỉnh chu khi mà đứng trên sân khấu. Còn cái chị số 3 thì em thấy thiên về người mẫu tí xíu. Em nghĩ là cô số 2. Số 2, còn Phi Nhung? Cô số 2 em cũng nghĩ giống như cái nhịp chuẩn nè, lip sync cũng giống. Cô thứ 3 thì có thể là diễn viên. Cô số 1 thì sao? Cô số 1 thì nói chung là hát cũng vụng về mà đi nhịp nhàng cũng vụng về. Người ta cố ý người ta gạt mình sao chị? Thì đó mới là cái chương trình hại não nè. Cái là em nghi ngờ ai là nhiều nhất? Em chọn cô số 2. Nghi ngờ số 2, anh Nguyễn Hưng. Trọng điểm là hai em là số 2 và số 3 thì sẽ được gây được cái sự chú ý cho người ta nhiều lắm. Bây giờ nhìn cái vóc dáng các em đứng ra thấy không? Đó, ra vẻ một cái người rất là sành. Có khi nào bà số 1 bà gài mình không? Thì đó, không mà em có thiếu số 1 không? Đứng rất là em bất cần. Bất cần luôn. Bất cần là tại vì ca sĩ thường thường ca sĩ là không có ai nhảy bất cần, nhiều. Anh chống không được, không chống được. Mình chỉ nói tham khảo vậy thôi. Rồi, với kinh nghiệm biểu diễn 3 năm sân khấu đó, Giang Hồng Học, em nghi ai là ca sĩ nhiều nhất? Em đều có cảm giác với hai người đó là số 2 và số 3. Số 2 là cái cô em ấn tượng nhất ngay từ đầu. Khẩu hình là ví dụ như cái chữ mộng. Một người ca sĩ như em hát cái chữ mộng, cái khẩu hình phải đẹp đó. Đẹp mới ra chữ đẹp được. Thì cổ có điều đó. Nhưng mà em cũng hơi nghi ngờ là cũng có thể rằng là tạo cho đẹp lắm. Bây giờ lắm là tạo được mà. Mình có thể nhìn em bắt chước để mình tạo. Nên em cũng hoang mang lắm. Nhưng mà em nghĩ số 2 và số 3. Nhưng em thiên về số 2 hơn. Nghi số 2 nhiều hơn. Dạ. Châu Gia Kiệt. Em thấy cô số 2 thì ra động tác tay và thể hình thì nhìn rất là đẹp.
Và nãy tại vì cái bông hoa che cái miệng thì em không có thấy được. Nhưng mà em địa vào cô số 3 thì em thấy khẩu hình cô số 3 rất là đẹp. Nhưng mà cô số 3 lại đưa cái động tác tay ra thì không có đẹp như cô số 2. Còn cô số 1 thì như em nghe bên đội bên chủ nhà nói là có thể là cô số 1 lừa hết không? Đấy, à, vấn đề là chỗ đó. Là nhưng mà theo em thì em đã thích chọn cô số 3 hơn. Số 3. Cô số 3 có cái dáng cao rồi nhìn ra phong cách của một người nghệ sĩ hơn. Và cái khẩu hình cũng đẹp nữa. Khẩu hình đẹp. Dạ. Dáng dấp cũng đẹp đúng không? Dạ dạ. Mời anh Ba Ngọc Sơn. Thấy biểu diễn thì thực sự ba người diễn rất đẹp ha. Diễn dạ. Khá. Cái diễn mà gọi là tạo dáng nhiều nhất là cô số 3. Cái tay luôn luôn đưa những dáng như là một model chuyên nghiệp. Cô số 2 thì nhẹ nhàng tạo ra vẻ của một ca sĩ. Số 1 thì cái động tác của cô ta thì ít có đưa lên đưa xuống mà để ý rất kỹ. Hát nhưng mà mình cũng rất là nghi khả năng có thể là cô số 1. Ba thầy trò mỗi người một số. Đúng là vậy hay. Rồi bây giờ mình đã đến lúc đưa ra quyết định của mình. Đội chủ nhà hãy đưa ra theo ý của mình nha. Nào 3 2 1 số 2 lui. Số 2 đưa trái tim mà lên ha. Chắc diễn viên. Diễn viên đó. Đội khách 1 số 3 2 số 3 đi rồi. 3 số 1 số mấy? Dạ thầy chọn số 1 thì số 1 luôn ạ. Theo thầy hả? Dạ. Đôi khi thầy cũng thua nhiều trận rồi đó. Không sao đâu ạ. Số 1 lui. Số 3 hay thiệt. Cô gái đúng là em hay. Là ca sĩ mà em đã giấu hết để cho mọi người không chọn em. Bây giờ thì em phải hát đi. Em hát để em chứng minh mình là ca sĩ. Mời số 3. Chờ từng giấc mơ ngày xưa cũng như bé tuổi con thơ tôi hay thường chuồng nghe. Nhà bên có anh Linh rời xa quê vẫn chơi đàn rất duyên. Đàn anh đã cho tôi trời xanh mang ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh bướm khát vọng. Tuổi thơ đã đi qua giờ đây hát bên em quanh tôi như mặt trời bé con. Trời mưa quá anh ơi, bài ca ước mắt rơi còn đâu. Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ vẫn đợi. Tuổi thơ đã đi qua giờ đây hát bên em từng đêm đứng quanh tôi như mặt trời bé. Cảm ơn các con nhóm ABC Thiên Thần. Số 3 vừa trình diễn một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Mặt Trời Bé Con. Một bài hát đã nhắc đưa nhớ thanh xuân của rất là nhiều người. Bây giờ thì em hãy nói cho người biết đi, em là ai?
Dạ, lời đầu tiên thì trân trọng kính chào hai đội chơi ngày hôm nay. Em tên là Trương Như Ý và nghệ danh của em cũng là Trương Như Ý, và em hiện tại là ca sĩ. Ca sĩ xong. Mà nãy mọi người phân tích sao chọn mấy người kia. Rất tiếc là hai đội đã loại đúng một ca sĩ. Nãy chỉ có anh nhận ra em là ca sĩ thôi. Nhưng mà đau lòng nhất ngày hôm nay đó là cố nhân của em. Ủa? Đó là người phụ nữ của em, một cố nhân của em mà em yêu thương từ rất là lâu. Mà ngày hôm nay lúc nãy là em là bắn tim nhiệt tình luôn anh. Cô thứ ba thì có thể là diễn viên. Mà chỉ vô tình với em luôn. Trời ơi trời ơi. Chị Dung hả? Còn đâu cố nhân u sầu. Chị đã nợ em một ân tình. Chị không có nghĩ là em diễn quá xuất sắc như vậy. Chị tưởng tượng em là một người mẫu. Đúng hay rồi là đó. Một người diễn viên. Chị đã tiếp xúc với em một lần trên sân khấu và chị rất là thích tiếng hát của em, thích vô cùng. Mà bây giờ em lại làm cho chị không nhận ra là lỗi của em. Ý chị Nhung là vậy. Lỗi của em chứ không phải lỗi của chị. Là lỗi của em chứ không phải lỗi của chị. Em diễn quá xuất sắc. Em đã lừa được tất cả mọi ánh mắt của những cái người ở đây, kinh nghiệm lắm. Đó là nghề diễn của em đã tăng lên một bậc rồi đó. Cái độc đáo nhất của ca sĩ Vy Ẩn là cái chất quất của hai đội chơi. Chúc mừng em gái nha. Cảm ơn em đã tham gia chương trình mà hôm nay em rất là xuất sắc để gọi là qua mắt nhiều người luôn. Và bây giờ chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút. Xin chào. Không biết tất cả quý vị, tất cả các bạn đã cùng trải nghiệm với Keno chưa? Nhưng hãy cùng buông ngay ngày hôm nay để thử vận may với Tuấn Hương nhé. Chào đón quý vị quay trở lại với ca sĩ Bí Ẩn. Bây giờ tiếp tục là ba chàng trai sẽ bước ra đây trình diễn trên nền nhạc thu sẵn một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang, Hà Nội Ngày Trở Về. Xin mời. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng sáng sớ tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cầu, nhưng ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi. Rêu xanh bên những gốc cây già, vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dầu dài nắng mưa, bên quán nhỏ em buồn nghe lá chu. Chiều mưa xa răng kín phố dài. Wow, hay quá. Cả ba chàng đều rất là chuyên nghiệp. Khó ghê. Dạ đúng rồi. Mời các bạn về vị trí. Ba chàng trai đứng tại chỗ biểu diễn rất rõ ràng, rất là khớp miệng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích và chọn xem ai là ca sĩ. Mời đội khách. Thực sự bài này không có cái gì động tác gì nhiều hết á. Ba người đều thực sự rất là khó. Nhưng mà Ngọc Sơn hơi nghi lúc mà cái cách đưa ra cái cầm micro của cậu số 5
Số 5. Số 5 là người cuối chào cuối cùng. Có một người chào thôi. Đó là số 5. Giang Hồng Ngọc. Dạ em cũng có cùng suy nghĩ với thầy. Từ khẩu hình thì không thể nào mình làm khác đi được đâu. Nếu mình là ca sĩ thì bạn số 4 hát cái khẩu hình hơi sai, nhưng bạn số 5 là hoàn toàn rất giống. Đặc biệt cái chào đấy hả? À, không phải đặc biệt cái chào mà, nhưng mà cái cách diễn của bạn ấy rất là đặc biệt. Mặc dù cũng đưa tay giống như hai bạn còn lại số 4, số 6, nhưng bạn số 5 là đưa tay rất là rõ ràng, dứt khoát theo âm nhạc. Thì em nghĩ là bạn số 5. Đối với em, cái bạn mà số 5 là ấn tượng với em khúc lên cái điệp khúc đó. Vội vã trở về, vội vã vá chưa về, vội vá ra đi là hả, khi mà cái người bình thường thì không thể nào bắt chước theo cái khẩu hình của ca sĩ được, cho nên em quyết định cũng giống như thầy với lại Hồng Ngọc là em sẽ chọn số 5. Số 5, mời thầy chủ nhà. Khi mà bước ra em cảm thấy số 5 với số 4 có vẻ thân với nhau hơn trong cách biểu diễn. Em không thấy số 5 quay qua số 6 diễn gì trơn, cứ quay qua số 4 hát cái ông số 6 ông thay qua ông kiếm, không có không thay lại ông hát tội lắm. Nhưng mà em phát hiện ra anh số 4 bước ra là em cảm thấy anh này nếu như mà anh có hát thì anh sẽ không hát dòng nhạc này. Cái cách nhép của anh là y chang như mấy người không biết hát mà nhép. Nếu như mà anh gạt được mèo là có nghĩa là anh rất là hay rồi. À còn anh số 5 là giống như đội bên đây nói, cái khẩu hình cũng như lấy hơi, ổng lấy hơi giống như ổng đang hát thiệt vậy đó. Cả tay cả chân rất là từ tốn, không phải là biểu diễn mà là theo lời bài hát. Còn cái anh số 6 á, cao ráo đẹp trai nhưng mà em vẫn không cảm thấy ảnh là ca sĩ, nên em nghĩ là số 5. Đúng, số 5 thì là quá chỉnh chu luôn. Tức là từ động tác tay, từ động tác xoay diễn giao lưu, đẩy cái tay vô như vậy. Nhưng mà bây giờ với ca sĩ Bí Ẩn thì bây giờ Hưng sẽ loại cái số 5 ra khỏi đầu Hưng. Tại sao kỳ vậy anh? Là có một cái lý do, trước sau chúng ta không biết là cái số 5 là sao có người dành rồi. Không, anh cũng không, 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 anh đừng có nói vậy, em còn em nữa, anh phải hỏi ý kiến em chứ. Không, không phải đâu, em để cho anh từ từ ra nói đừng nào. Đây là mình đang tham khảo đúng không? Bây giờ Hưng đang suy nghĩ giữa một số 4 và số 6 là không biết sẽ chọn ai đây. Nhưng bây giờ Hưng chấm dứt ở đây để tiếp nối là tới Phi Dung. Em nói đi. Trong ba chàng trai như vậy á, vừa bước ra và cái cách đứng và cái cách nhìn khán giả là em đã nói với anh Hưng là em nói là số 5. Số 4 cũng có thể là ca sĩ, nhưng mà cái anh số 3, số 6. Thấy hai người này giao lưu là rất đã tự nhiên mất bình tĩnh rồi. Ca sĩ thật sự thì có thể là ai giao lưu hay làm cái gì mặc kệ, không cần biết. Nhưng mà tôi là ca sĩ, tôi vẫn hát một mình tôi. À, em bị mất đi cái tự tin. Và em hát em cứ nhìn vô hai người này. Đó là chị phân tích thôi. Nhưng mà ai thì cũng chọn số 5 hết. Nên giờ chị chọn số 4 cho lạ đi. 4, 5 hay là 6? Đội khách. 1, 2, 3. Số 5. Số 5 lùi. Đội chủ nhà vẫn có quyền chọn số 5, không sao cả. Nào, 1, 2, 3. Số 5 Phi Nhung, số 4 Phi Nhung vẫn cứ đi đường riêng của mình. Em vẫn đi đường riêng. Đúng tại rồi. Vì em ủng hộ tinh thần cho bạn. Số 5 hôm nay bạn rất giỏi. Và bây giờ tôi sẽ hỏi số 5 xem bạn ấy sẽ chọn đội nào, đội anh Ngọc Sơn hay đội anh Nguyễn Hưng. Bạn số 5 được cả hai đội chọn. Bạn ấy nói rằng bạn rất yêu thích giọng hát của anh Ngọc Sơn, rất thích sắc đẹp của Giang Hồng Ngọc, rất thích cách biểu diễn của Châu Gia Kiệt. Và cuối cùng thì bạn ấy đã chọn đội anh Ngọc Sơn. Chúc mừng. Trời ơi, chưa được gì. Còn lại số 4 hay số 6? 1, 2, 3. 4, số 4. Số 4 lui. Còn lại số 6, bạn ấy sẽ hát bằng giọng thật cho người biết. Bắt đầu. Một ngày mưa và em khuất
xa nơi anh, bỗng tôi cứ phải dần. Phải bao lâu anh mới quên được em? Một ngày cứ lặng lẽ bước xa đời anh, thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói vì em. Nỗi đau không nhạt phai, và rồi ký ức khẽ qua, mỗi đêm dài cạnh bên với anh, tình dần đôi mắt quên đi vì không. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả. Chiều mưa, chiều khinh yêu thương lạnh giá. Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em, chính em rời xa ai. Và anh sẽ chờ hoài giấc mơ, nắng sẽ về khi mưa trôi xa. Nhẹ nhàng, cơn gió khẽ mang em về bên anh. Mỗi đêm dài cạnh bên với anh, tịnh dần đôi mắt hoen đi vì khóc. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả. Chiều mưa, chiều khiến yêu thương lạnh giá. Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em, chính em rời xa. Và anh sẽ chờ hoài giấc mơ, nắng sẽ về khi mưa trôi xa. Nhẹ nhàng, cơn gió khẽ mang em về bên anh. Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em, chính em rời xa anh. Và anh sẽ chờ hoài giấc mơ, nắng sẽ về khi mưa trôi xa. Nhẹ nhàng, cơn gió khẽ mang em về bên anh. Và anh sẽ chờ hoài giấc mơ, nắng sẽ về khi mưa trôi xa. Nhẹ nhàng, cơn gió khẽ mang em về bên anh. Cảm ơn Vũ Đoàn MK. Bây giờ em nói đi, em là ai, có phải là ca sĩ hay không? Và lần đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các anh chị giám khảo và cùng toàn thể anh chị đang có mặt trong phim trường hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phạm Huy Hoàng, hiện tại em là sinh viên. Em là sinh viên trường nào? Em là sinh viên trường Nhạc Viện ạ. Nhạc Viện hả? Dạ. Năm thứ mấy rồi? Dạ năm 2 ạ. Năm thứ 2 rồi hả? Chất giọng của em rất là tốt, một chất giọng có học hành đàng hoàng và một chất giọng này có như là có sự trau dồi và tôi luyện, nhưng mà vẫn còn hơi non, học năm thứ 2 đúng không? Em hãy cố gắng hơn nữa nha. Nhưng mà chất giọng của em, chất giọng tenor cao mà rất là đẹp. Chúc mừng em. Xin cảm ơn ạ. Rồi, chúc mừng em, cảm ơn em tham gia chương trình. Xin mừng ạ. Chúc mừng hai đội, chúng ta đã loại đúng một người không phải là ca sĩ. Còn bây giờ tôi tạm nghỉ giải lao vài phút, Quyền Linh sẽ quay trở lại. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau. Đội khách đang sở hữu hai thí sinh mà mình nghi ngờ đó là ca sĩ. Bây giờ tiếp tục hai thí sinh đó sẽ ra biểu diễn trên nền nhạc thu sẵn nữa. Mình bắt buộc phải loại một người và chọn một người nào mà mình nghi ngờ cao nhất nha. Xin mời quý vị đến với song ca của đội khách. Dọn lời hát xuống chén trà mời nhau, để anh xây một miếng trầu dẫu rằng vẫn biên qua cầu gió bay. Sa
xa em đừng nền ná, đừng ao tứ thân, đừng khăn mó quả, đừng hát câu người ơi người đừng về. Chót buông anh mắt ngập ngừng cho để người dưng, nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chân cha đừng chán, giá người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng đến bây giờ. Giá ngõ ấm trong giá ngõ mà chờ, hết đến chơi nhà rằng, hết đến chơi nhà. Chơi nhà rằng hãy đến chơi nhà. Tinh. Wow, bài hay quá. Bài dễ thương, dễ thương. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích để lựa chọn cho mình một người mình nghi là ca sĩ. Mời đợi khách. Bạn nữ diễn thì chuẩn hơn. Có nghĩa là bạn nam thì động tác ra rất nhiều nhưng mà cả nhà coi chừng lại. Khách đến chơi nhà, cái đến chơi nhà là nhà của ta, nhà lại đưa vô tim. Rồi hạt xương cũng đưa cho mình luôn, mình là hạt xương, mình là cái nhà. Đừng cái gì đó, hãy đừng, đừng thì là đừng như thế này. Mà đừng cuối cùng có đưa cho mình là em đưa vô tay, vô ngực quá nhiều. Hồi xưa Ngọc Sơn học chung với Quyền Linh nhớ không? Cái vụ này có hoài. Trời ơi, đồ mày là đồ khốn nạn, cái chỉ vô người mình là chuyên môn diễn tới diễn lui. Đó, cho nên các bạn hãy để ý rất kỹ. À, mình muốn dặn các bạn vậy thôi, rồi con có ý kiến gì không? Châu Gia Kiệt, kinh nghiệm của bạn thì sao? Em thì em vẫn thích cái khẩu hình của bạn số 5. Thì bạn ấy hát cái khẩu hình đẹp lắm. Còn bạn nữ thì em ngồi cái góc này thì cái bông hoa nó che luôn cái khuôn mặt, em không có thấy được cái khẩu hình. Nếu mà em được chọn thì em chọn số 5 mà. Số 5. Còn Giang Hồng Ngọc? Em vẫn giữ nguyên ý kiến là chọn bạn số 5. Khẩu hình của bạn ấy rất đẹp, là em cảm nhận được rằng là bạn ấy hát rất là chỉnh chu và chuyên nghiệp. Chắc có thể rằng là lừa cũng được, nhưng mà không thể nào lừa dài như vậy được trong cả một bài. Cô số 1 cũng rất nhiều khả năng là ca sĩ. Vừa rồi diễn cái bài này nè, thành ra cái dáng rất là nhẹ nhàng, ra dáng của ca sĩ, để suy nghĩ xem sao ta nha. Rồi, chúng ta đã hết thời gian. Chúng ta còn 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Số 5 lui. Số 5 giỏi đó. Số 1 là ai? Ngay bây giờ cô ấy sẽ hát bài Dòng Thật cho mọi người nghe. Mời số 1. Anh vô tình, anh chẳng hiểu cho em trong những đêm sâu. Trách anh đâu phải để bật đèn, nhưng tại vì em, vì hai đứa ta hai cuộc đời như một, chung một niềm sâu từ lúc tuổi 22. Trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ái, nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đời. Thương nhau rồi em thương sợ khi xa em mất đi người ta. Phận số em thương để như an bài cho cuộc đời bè. Sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thương bao rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muốn đời muốn kiếp. Nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Con xin ơn trên cho người yêu.
em chỉ yêu mình anh. Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự hay quá con ơi, hay quá, xuất sắc luôn. Thôi bây giờ anh rất là buồn đợi khách đó, tại sao lại loại đúng một người ca Linh sĩ Linh ơi hết? Mình buồn hơn học trò của mình. Ôi vậy hả? Che cái mặt bên này mà không, tôi không thấy một cái gì hết trơn, trời không thấy ơi. Miệng không thấy một cái gì luôn. Thầy hơi đau lòng tí, thầy loại nghe con luôn. Nhưng thầy rất vui vì con hát mọi người đây là rất là thật, nghe hay phải không? Hay quá, wow, hay cảm quá, ơn các bạn, cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng con nghe, hay lắm nghe con. Trời ơi thầy vui quá, trời ơi hư. Ủa nhưng mà thầy loại phải không thầy? Đúng. Thôi bây giờ này, em hãy nói cho mọi người biết em đến từ đâu và em có phải ca sĩ hay không? Dạ, lời nói đầu tiên xin cho phép em gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng tới các anh chị khách mời, các quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em là Phan Diễm, em sinh ra và lớn lên tại Phú Yên và hiện tại em đang là ca sĩ. Ca sĩ Phú Yên hả? Mà không có nhận ra một từ nào Phú Yên luôn nha. Em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào đây đã được 6 năm rồi ạ. 6 năm mà nói rặt tiếng Nam luôn á. Hát cũng rặt tiếng Nam, rặt miền Tây luôn. Ba mẹ của em, mẹ em là gốc Bắc. À dạ. Vậy à? Sau đó là chuyển vào Phú Yên sống. Bài hát này hát rất là hay, hát ngọt lắm, rót mật vào tim luôn đó em ha. Chúc mừng em cứ thế mà tiến lên nha. Chúc mừng số 1 và chia buồn với đội khách. Ây, tiếc quá đội khách ơi. Mình có một ca sĩ hồi nãy á, thì chúng ta loại đúng số 3 ca sĩ. Bây giờ mình loại thêm số 1 ca sĩ nữa. Trời ơi đau lòng thật sự mà nói. Không biết trong đây còn ca sĩ nữa không nữa. Bởi vậy mới nói đó là ca sĩ bí ẩn. Mà ở đây nó thật sự nha. Mình chơi á, nếu mà mình thua còn vui hơn nữa. Được nghe hát. Được hát nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần song ca của đội chủ nhà. Xin mời quý vị. Sao tình em vội lãng quên? Yêu đau đớn chi thêm cho tan nát tim đau?
trao nhau hết con tim, một đời cuồng si. Cảm ơn Vũ Đoàn MK. Rồi, xin mời hai bạn về vị trí đi. Bây giờ mình bắt đầu phân tích và tìm ra ai là ca sĩ. Xin mời. Trước hết anh cũng xin cảm ơn tụi em đã hát bài hát này, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Trung. Mà bài hát này thì anh đã trình diễn với người bạn của anh, đó là Lubick. Thì bây giờ về cái phần nhận xét của anh á, em Nam á, anh không bắt buộc em phải nhảy, nhưng mà cái diễn xuất của em ở cái bài này đó, nó chưa có, nó không có hết. Thì cái người bạn nữ diễn cái bài này, anh chỉ nhìn cái cách em di chuyển từ bên này qua bên kia thôi, và lâu lâu em tạt cái chân của em đá lên. Anh đang có một cái suy nghĩ về em đó, nhưng mà là tí nữa anh sẽ nói với đồng đội của anh bằng lực. Và sau đây bây giờ anh để cho hai người bạn của anh nói. Bây giờ Nhung em nói trước đi. Bạn số 4 thì là đã ủng hộ tinh thần cho bạn, nhưng mà cái bài này bạn làm cho tôi hơi bị thất vọng, tại vì bạn không tập trung, không thuộc bài nè, diễn không có đi đôi với lại cái người nhưng bạn diễn của cố, mình. Cố tình đó Nhung. Người ta cố tình, em thích nói thì kệ em. Tóm lại làm tôi thất vọng thì tôi nói. Tóm lại thêm gia vị cho cuộc sống á mà. Anh đừng có ăn hiếp em tập này nữa được không? Anh giúp em thôi, không ăn hiếp em đâu. Thôi ôi trời. Tóm lại là người thứ hai là quan trọng trong mắt của tôi. Thôi bà chính của em có khó tính là vì gia đình thông cảm cho em nha. Bây giờ nè, bà số 4, ủa lộn, anh số 4. Tại sao người ta cho cơ hội rồi mà không chịu nhét cho đúng cho vừa ý bà chính của tôi. Qua cái phần này thì thấy là anh bạn số 4 là đúng kiểu là bạn nhét cho vui luôn á, thật sự luôn á. Bạn không để cho tôi cảm thấy bạn là ca sĩ luôn á, hay là bạn cố tình như vậy. Số 2 thì có vẻ là trội hơn một chút xíu, nên em nghĩ là gia đình em đã có sự lựa chọn rồi đó. Chúng ta bắt đầu đưa ra quan điểm của mình. 1, 2, 3, số mấy? Số 2. Số 2 lui. Số 4 bạn là ai? Bây giờ xin mời bạn hát bằng giọng thật của mình. Bắt đầu. Buồn lửa ra vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, ghé tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa bài. Lầu kiếm trăng về không lối chiều, ga cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn kề, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu đường phố muôn màu, sao thiếu em về đâu làng tóc xoàng bên lâu vắng con người sống kém kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thêm, lâu vắng con người sống kém kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi. Chúc mừng số 4, thật tài quá trời đất luôn. Em hãy nói đi, em là ai? Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến đội khách mời và đội nhà cùng toàn thể khán giả đang xem chương trình. Một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng.
Em xin tự giới thiệu là em tên đầy đủ là Nguyễn Vương Linh ạ. À. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương và công việc của em hiện đang làm chuyên viên tư vấn tài chính. Em không phải là ca sĩ. Không phải ca sĩ. Và em đến với chương trình bởi vì hiện tại là em rất là thần tượng ba người đẹp ngồi tại đây. Và đặc biệt đó là dòng Bolero, đó là chị Phi Nhung. Đã thâm mộ chị Phi Nhung từ còn bé. Và đến một thời gian khi lớn lên thì em lại hâm mộ thêm nữa là một người, đó là chị Giang Hồng Ngọc, khi chị cất lên cái giọng Bolero rất là hay. Và em cực kỳ hâm mộ chị. Cảm ơn chị Khả, chị đó cũng hát Bolero hay lắm đó em. Chị Khả Như là đặc biệt em không bỏ một cái tập phim nào hoặc là một cái video clip về hài hay là phim nào của chị Khả Như hết. Cảm ơn em. Không, giờ chị hát Bolero hay lắm em. Đủ rồi anh Linh, đủ dạ. Rồi. Một tâm nguyện là có thể cho em ô chị Phi Nhung một cái được không ạ? Mời em. Dễ thương quá. Thank you em. Hồn lỡ xa vào đôi mắt như. Bây giờ em muốn nghe chị Phi Nhung hát một đoạn Bolero không? Dạ muốn ạ. Rồi. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Anh nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành gian dối. Em không hề kết tội anh. Quá, quá. Thế thần tượng thứ hai nè. Chị Nhung hát Bolero rồi, chắc em xin phép hát một đoạn trong bài hát trữ tình đi. Ca khúc Niệm Khúc Cuối, một đoạn ngắn nè. Dù cho mưa, tôi xin đưa anh đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu anh. Quá hay rồi. Quá, tới thần tượng số 3 nè. Ôi, hát đi. Ca sĩ bao quanh đây mà kêu hát. Nó. Anh lên hát vậy. Ủa, mình có đọc có lạ mà. Trời thần ơi. Tượng số 1, số 2 và thần tượng số 3. Để đó cho em. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Hay. Nói chung là hôm nay em vui rồi, thấy chưa? Có ba thần tượng hát tặng em luôn rồi. Rồi, okay. Cảm ơn em nha Linh nha. Linh gặp Linh, xin chào. Cảm ơn Linh nha Linh. Xong Linh. Cảm ơn anh Linh nha. Em sau show này em đi anh hát luôn. Kỳ quá Linh ơi. Hát hay mà. Đâu xong. Có đâu kỳ đâu. Em nói hình như là anh ghét em lắm thì phải. Nhung ơi, anh ở nồng nào ghét em. Khi mà em đã mua bánh cho anh ăn từ hồi sáng tới giờ mà Nhung. Em đã công tình mua bánh cho anh ăn để đừng có bị mập lên mà. Không anh được cũng... nói mập đụng chạm nhiều người. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình với Tạm Nghỉ Giải Lao vài phút. Tất cả quý vị, tất cả các bạn đã cùng trải nghiệm với Keno chưa? Nhưng hãy cùng mua ngay ngày hôm nay để thử vận may với Tuấn Hương nhé. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với ca sĩ bí ẩn số 7. Đây là cơ hội một trong hai đội có thể đổi cái người này. Nhưng cơ hội chỉ có một thôi. Giờ hai đội phải tranh nhau giành cái suất đó. Hai đội sẽ chơi quánh tù xì với nhau, đội nào thắng là giành quyền ưu tiên chọn ca sĩ bí ẩn số 7. Rồi, bên này hãy gặp nè. Em với anh 1, 2, 3. Trời ơi, em thắng xong rồi. Rồi, tiếp tục cặp thứ 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Trời ơi, giờ cãi kéo rồi, thắng rồi. Mình đã thắng rồi, mình đã được chọn. Vậy thắng luôn rồi, chưa tới Phi Nhung chơi. Nào, chơi luôn. Thôi chơi luôn đi, cãi nó. Nào đứng lên, không lẽ thắng lần thứ ba luôn. Một, hai. Một, hai, ba. Thôi, đội đó cũng thắng rồi, hai người thắng rồi. Như vậy là quyền ưu tiên thay đổi thuộc về đội chủ nhà. Chúng ta bắt đầu mời ca sĩ bí ẩn số 7. Đó, có đàn rồi, thấy chưa? Mời ca sĩ bí ẩn số 7. Hết rồi đó, như đó vậy rồi đó. Đổi không chị Nhung? Đổi đi Nhung. Đổi đi, em thấy anh này vui nè. Mình đã loại hai ca sĩ rồi. Cơ hội có một ca sĩ nữa khó lắm. Đổi đi, biết đâu hên thì sao. Em quyết định đổi. Rồi Phi Nhung đổi. Nè, giờ em chiều chị rồi nha. Thua ông quạo. Ok. Anh Hưng, anh có đổi không? Không, thì hai người này là quyết định rồi. Rồi, đổi. Vậy thì bây giờ ca sĩ bí ẩn số 7 cất cái đàn vô sữa đi. Chúc ra đàn. Chúng ta sẽ đến với thí sinh số 2. Quay về nữa, tim em đây đã quá
xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc, hay quá. Cảm ơn vui rồi em Cây, xuất sắc. Một màn trình diễn Bad Boy quá hoành tráng luôn. Em nói cho mọi người biết đi, em có phải là ca sĩ hay không? Dạ, em kính gửi lời chào tới hai đội chơi. Dạ, em tên là Linh Đan. Em... em không phải là ca sĩ và hiện em đang làm kinh doanh thời trang chuyên về mảng cho thuê phục trang đạo cụ biểu diễn à. Hay quá. Thật hay vậy? Không ngờ luôn, không ngờ luôn đó. Một phần trình diễn xuất sắc luôn mà hát hay, hát hay mà trình diễn như là ca sĩ chuyên nghiệp. Chúc mừng em nha. Cho anh hỏi hơi hỏi sâu tí là em có phải dancer không? Dạ, thật ra là em đã từng là ca sĩ rồi. Và em cũng đã từng quen với việc là tập thể lực để biểu diễn vừa hát vừa nhảy rồi. Anh đang thắc mắc ở cái chỗ đó là cái cách diễn của em á, hình như là em tập kinh khủng lắm. Dạ, thật ra thì thời gian em được tập không được nhiều. Nhưng mà tại vì cái máu nghệ sĩ đã ở sẵn rồi, cho nên là bản thân mình khi mà về thì mình phải tập luyện lại nhiều để cho mọi sự nó nhuần nhuyễn hơn. Qua cái bài hát này, vũ đạo của em là rất hay, rất tuyệt vời. Chỉ có người vũ công thì họ mới làm được. Thì đương nhiên là mấy cái cách của các em vũ công, ví dụ họ mở chân ra, ép chân, thì có thể em làm không được gần như họ, nhưng mà mấy con mắt của anh Năm rất là khó. Một lần nữa anh phải nói câu là hãy vỗ tay em, rất là quá hay luôn. Và tất cả các vũ công của cái chương trình này hay quá. Thôi đi diễn lại đi em, kệ vừa cho thuê phục trang là vừa đi diễn luôn cũng được, đâu có sao đâu, đúng không? Bữa nào cho anh thuê vài bộ đồ dẫn chương trình ca sĩ bí ẩn nha. Anh mặc đồ Ai Cập giống em cũng được nữa. Dẫn chương trình Ai Cập được. Cho anh mượn nha. Rồi, cảm ơn em gái, chúc em thành công hơn nữa. Như vậy là chúng ta đổi có cơ hội trúng rồi ha. Ha, vui trở lại. I love you, anh Lên. Bây giờ đội này còn một thí sinh số 5. Số 5. Dạ. Cái anh mà Giang Hồng Ngọc cứ theo suốt từ đầu tới cuối luôn. Bây giờ mình mời số 5 ra hát. Xin mời thí sinh số 5. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa, nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua, hồi xưa ấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dấu muôn màng, và giờ đây dù chỉ là những nỗi xót xa hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuối trôi sạc về đâu, về đâu. Đừng để những kia là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong cơn sóng vô xa, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, xin ta trong vòng tay giữ chặt nhau cho yêu dấu. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi,
xuất sắc, rất là feel luôn, rất là thăng hoa luôn, trong không gian quá lãng mạn. Em hôm nay đã xuất thần hay sao đó, anh thấy gần như có sự động viên của đội khách ha, người đã chọn em từ đầu tới cuối luôn. Em hãy nói đi, em là ai, có phải là ca sĩ hay không? Lời nói đầu tiên thì xin chào chú Quyền Linh. Chào, chào hai đội chơi. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thiện Thuật. Nguyễn Thiện Thuật. Dạ. Em là ai? Em không phải là ca sĩ. Và hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng. Đôi lúc nghề tay trái của em cũng có tham gia văn nghệ một chút xíu. Hát hay quá. Nên là... Hát hay quá mà không phải ca sĩ. Chính xác, em không phải là ca sĩ ạ. Wow. Hay quá. Hát hay lắm luôn. Hát hay quá. Thật sự em không đi hát thì cũng tiếc đó. Chính là nghề chính phải là đi hát. Bởi em hát rất là tự tin, tự nhiên. Hát rất thoải mái, rất là sảng khoái. Xin phép cho anh nói là hầu như là ở trong đây á, là cái chương trình ca sĩ bí ẩn này như là lừa được hết luôn. Lừa tất luôn. Dạ đúng rồi. Đầu tiên thì thực sự là ai cũng muốn chấm em á, nhưng mà tại vì bên đội khách họ đã chọn. Con anh cũng nghĩ là tại vì anh ngồi cái game này anh bị bao nhiêu lần rồi, thì em ra ca hay kinh khủng luôn, giọng ca tuyệt vời, không có gì để mà chê trách được hết á. Thấy không? Mà không những em ca ngày hôm nay em làm anh nói mà còn nổi da gà đó. Này này, nổi da nữa. Trời ơi, không nổi thiệt, nhưng mà anh phải nói một cái điều là bởi cái ca sĩ bí ẩn này anh thích ở cái chỗ đó. Để cuối cùng khi bật mí ra thì mọi người đều sửng sốt. Thấy không? Chúng ta đều bị lừa hết. Nhưng ở đây thì anh cũng nói luôn các em đừng buồn. Tại vì đây là cái game tụi anh còn buồn cũng ngồi chi em. Buồn lắm luôn. Nhưng mà buồn chi mình phải vui. Tại vì nhờ có cái game ca sĩ bí ẩn này, hồi đầu tiên vô anh cũng rất là khó chịu. Nhưng mà qua ca sĩ bí ẩn ngày hôm nay anh ngồi đây anh rất là thoải mái. Thậm chí anh nói với Như rồi, anh cũng nói chúng ta đừng buồn, chúng ta phải vui. Phải nói là rất là cảm ơn cái ca sĩ bí ẩn này để tạo một cái không khí cho nghệ sĩ ngồi với nhau. Kể cả khách mời và kể cả tụi anh, thậm chí là những người chuyên nghiệp và kể cả em. Em đã cho một cái ca sĩ bí ẩn này tài năng của em, giọng hát của em, thì anh cũng nghĩ là cái con đường ca sĩ đối với em nó không khó. Hát hay quá, thôi, hay lắm. Cảm ơn em. Anh cho em nói cái chương trình này nè, hèn chi bây giờ em ngồi đây em mới biết được là các con em ở nhà coi như là phải nói là cứ bí ẩn, mẹ ơi cho con coi ca sĩ bí ẩn để nó tự nó đoán nhau. Đúng luôn rồi. Bây giờ em mới hiểu được. Em chỉ nghĩ vậy nè, em cứ đi làm văn phòng đi và em vẫn hát hay vậy cho ca sĩ tức chơi. Sao em ác quá vậy Như? Rồi vậy chị nghe, ví dụ như bạn giới thiệu bạn là ca sĩ thì tất cả mọi người đều đoán đúng không? Dạ không, em làm văn phòng mà em hát hay vậy đó được không? Nói vậy chứ cứ làm văn phòng đi, lâu lâu hát nhá vô cái cho mọi người tức chơi vậy tức cũng chơi, vui. Tức chơi rồi. Rồi, cái nào có tiền á là làm em ơi. Giờ làm văn phòng vừa đi hát, ai mời show kiếm tiền cũng được em ơi. Rồi, cảm ơn em đã đem đến một cái phần biểu diễn rất là tuyệt vời luôn, tạo nên cảm xúc cho nhiều người. Chúc mừng em và chúc em thành công với nhân viên phòng, biết đâu ngày đó em kiếm tiền từ ca sĩ nhiều hơn là văn phòng nhá. Hy vọng như vậy nha. Xin cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn em. Như vậy là đội khách không có ca sĩ. Không biết đội kia có hay không. Thí sinh số 7 sửa cái đàn xong chưa? Bây giờ là giai đoạn căng thẳng nhất đây. Nếu mà anh ấy là ca sĩ thì đội chủ nhà thắng. Anh ấy không phải là ca sĩ thì quề cả làng. Yeah. Mà vẫn vui. Vẫn vui. Yeah. Tất cả đều vui. Vui, vui. Vui chơi không quạo. Vỗ tay lên nào. Em rất quạo. Chúng ta sẽ đến với ca sĩ bí ẩn số 7. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếm kiếp em.
em ơi, tìm đâu xa nữa em ơi. Cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ, yêu đương thoáng như làn mây bay qua. Tìm vào trong tầm tay nhau, mơ chi núi xa ngút gió. Em ơi, mùa xuân đang có, đang có trong tay. Một mùa xuân thật an vui, yêu đương chớp cao đầy trời. Đau thương đã như chìm sâu ngủ yên. Anh sẽ đón em đi vào mơ. Đưa em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió, rời xa giông bão, vui như tháng năm không ra, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Có thể nói là chúng ta vừa sống trong một cái không gian âm nhạc rất là quen thuộc. Tên là Chế Phi, là con trai thứ năm của nam danh ca Chế Linh. Chế Phi, dạ, con Chế Linh. Anh đăng ký đến dạ, đây là gì? Đăng ký là tên là ca sĩ. Ca sĩ. Chúc mừng. Chúc mừng cho đội chủ nhà nha. Chị Dung xỉu rồi. Em xỉu. Mình giải tỏa cái tâm lý rồi đó, thoải mái rồi. Xin chào anh, có một ý kiến. Em là con anh Chế Linh hả? Dạ. Trời ơi, anh Chế Linh là cùng Canada với anh ở Toronto. Đó, cho nên là anh cũng đâu có ngờ mà chính anh còn bị lầm như thế này nè. Đấy, anh ngồi anh nói với người này là em là người băng nhạc, là em biết hát thôi, mà cái cách hát của em á, và về giọng á thì anh cũng đặt nặng về giọng của em, mặc dù anh ca cái bài anh đó thì giống theo cái kiểu phong cách Chế Linh, nhưng mà cái cách em đánh đờn, em ngồi đánh đờn sử dụng đờn mà em biểu diễn cái bàn tay em nữa, ví dụ em đánh đờn xong rồi che cái tay vậy, rồi ví dụ anh đập vào thùng đờn em dặn gì em, về cái kỹ thuật của em á thì là anh lại đặt nặng là em là băng nhạc, nhưng mà là một người băng nhạc biết hát. Một lần nữa anh lại gặp em và con Chế Linh thì xin phép cho anh đứng dậy vỗ tay em. Yeah. Đây, cái phần trình diễn của em hay quá đó. Tiếng đàn này là lúc đó là 5-6 tuổi là Chế Phi đã đàn rồi đó. Thì anh gặp chú Chế Linh ở ngoài đời, và khi đi nói chuyện với anh thì chú rất hiền hòa hòa nhã, và anh rất là thương yêu và kính trọng, cho anh gửi lời thăm cha nha. Rồi xin và chúc em hôm nay em phải nói là đánh đờn biểu diễn rất là tuyệt vời, có một phong cách rất là ngẫu hứng mà rất hay, có chất rất là riêng. Tiết mục của em chắc được mọi người rất yêu mến. Chúc mừng em hôm nay nhé. Rồi, cảm ơn anh Chế Phi rất là nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn anh. Một tràng pháo tay dành cho Chế Phi.
Như vậy là chúc mừng cho đội chủ nhà, chúng ta đã có ca sĩ Chế Phi. Hôm nay đội chủ nhà là đội thắng cuộc. Chúc mừng Nguyễn Ưng, Phi Nhung và Khả Như. Chúng ta hãy cầm kỷ niệm chương của chương trình thay cho phần thắng cuộc. Cảm ơn Châu Gia Kiệt, cảm ơn Giang Hồng Ngọc rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tất cả chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Em nghĩ là em sẽ loại bạn số 4. Tại vì nãy có một đoạn bạn nhé, mà bạn tự nhiên đang hát cái bản liếm môi anh. Người ta hát là khô môi, tao có quyền liếm môi chứ. Ôi, đã đến lúc mà các con tự bay được rồi. Ủa mẹ. Chim mẹ thương chim con bằng cách đứng ở trên núi và xô chim con xuống để chim con tự giang cánh ra bay. Đây là thời điểm của tội các con. Nhỏ nhưng mà mẹ cũng phải nâng đỡ chút xíu. Bây giờ là cái nâng cái đỡ gì đó. Đỡ sao? À, bây giờ chứ có đạp thôi. Bây giờ mà mẹ nói cái ngồi trật lắc kịp làm sao mẹ xứng đáng làm mẹ nữa. Em cảm giác cái linh tính em là số 3 mà em không thể thuyết phục được hai người bạn của em. Tụi nó là tụi nó nghe từng lời của anh Hưng, sau đó là tụi nó ăn cơm hớp trước. Trời ơi, em nhìn thấy người quen hay sao á, em thấy quen quá thôi. Chứ em gặp anh này rồi.